Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với góc chia sẻ của Thuận. Và ngày hôm nay Thuận sẽ chia sẻ một chủ đề, đó là cái phương pháp ghi nhớ. Tên phương pháp này chính là lặp lại cách khoảng. Thì trong video trước thì chúng ta đã chia sẻ về các lý do mà chúng ta quên. Có bốn cái lý do chính. Cái thứ nhất đấy là do cái thời gian lưu trữ thông tin ngắn. Ví dụ như chúng ta nghe một cái mẩu tin rất là ngắn trong một cái thời gian vài giây thôi, cho nên chúng ta không đủ thời gian để mà lưu trữ được thông tin này. Cái lý do thứ hai để chúng ta khiến chúng ta quên, đó là thông tin được mã hóa không đúng, là do chúng ta phân tâm. Hay nói cách khác là thân chúng ta một nơi mà tâm hồn chúng ta là ở một nơi khác. Đó chính là cái việc mà chúng ta ngồi nghe bài, ngồi nghe phần chia sẻ, nhưng lúc đó tâm trí chúng ta lại nghĩ tới những cái công việc khác, nghĩ tới buổi đi chơi, nghĩ tới buổi dã ngoại, hay là nghĩ tới người thân yêu chẳng hạn. Thì cái thông tin đó nó vào trong trí óc chúng ta, nó sẽ không được lưu, không được mã hóa đúng, cho nên là chúng ta sẽ rất hay quên, nhanh quên những cái gì mà chúng ta nghe thấy được. Và cái lý do thứ ba khi chúng ta hay quên, đó là thông tin không được lặp lại. Đó là những cái thông tin mà khi mà vào trong đầu chúng ta, nó có thể lưu trữ ngắn hạn ở trong đó. Như chúng ta đã biết là có ba cái dạng lưu trữ trong thông tin trong đầu chúng ta. Thứ nhất đó là cái lưu trữ thông qua các cái giác quan, chúng ta nhìn, nghe, đọc, thấy. Và sau đó là những cái lưu trữ giác quan này sẽ được biến thành cái lưu trữ ngắn hạn, và sau đó sẽ trở thành lưu trữ dài hạn. Thì đó là ba loại lưu trữ hay ba loại trí nhớ. Thì những cái thông tin mà sau khi đã được chúng ta ghi nhớ bằng các giác quan, nếu mà không được lặp lại một cách thường xuyên, thì chúng sẽ khó mà có thể trở thành cái trí nhớ ngắn hạn, và lại càng khó có thể trở thành cái trí nhớ dài hạn được. Cho nên chính vì vậy mà đôi khi chúng ta có thể nhớ kiến thức nào đó trong một cái thời gian ngắn hạn nhất định, nhưng mà về dài hạn hơn thì chúng ta lại quên mất những cái kiến thức đó đi. Và cái lý do thứ tư khi chúng ta hay quên, đó là cái niềm tin giới hạn vào bản thân. Đấy là sự tự ti, là chúng ta đánh giá thấp vào cái khả năng ghi nhớ của chúng ta, cho nên là chúng ta lúc nào cũng nghĩ là ồ, mình không nhớ được đâu, mình không nhớ lâu được đâu. Chính cái tâm lý tự ti này đã khiến cho chúng ta giảm cái động lực và giảm quyết tâm ghi nhớ, và cũng khiến cho chúng ta quên nhiều hơn. Thế thì căn cứ vào bốn cái lý do khiến chúng ta quên này, thì có ba cái chìa khóa có thể giúp chúng ta biến những cái trí nhớ giác quan thành trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn. Cái thứ nhất, cái chìa khóa thứ nhất, đó là chúng ta phải rèn luyện cái sự tập trung. Khi mà chúng ta tập trung vào ghi nhớ một cái thông tin nào đó, thì ít nhất là cái trí nhớ đó đã được khắc trong tâm trí của chúng ta một cách ngắn hạn rồi. Cho nên cái việc mà chúng ta chỉ việc làm thế nào đó để biến cái ngắn hạn thành dài hạn mà thôi. Và cái việc mà biến cái ngắn hạn thành dài hạn, đó chính là cái sự lặp lại cái việc thông tin, lặp lại cái việc ghi thông tin, kiểu như là chúng ta khắc lên đá chẳng hạn, chúng ta cứ đào sâu, khắc sâu, khắc sâu, khắc sâu, thì dần dần cái thông tin nó sẽ ghi được ghi lại trong tâm trí của chúng ta rất là lâu. Và cái phương pháp thứ ba đó chính là cái chìa khóa thứ ba đó chính là cái sự tự tin. Chúng ta hãy tự tin rằng là chúng ta có một cái bộ óc rất là tốt, và bộ óc của chúng ta hoàn toàn bình thường như những người khác, như những người có những trí nhớ siêu phàm khác. Và như vậy là chúng ta hoàn toàn tự tin để chúng ta bước vào cái cuộc chơi trí nhớ. Và trong video này thì Thuận sẽ chia sẻ sâu hơn về cái phương pháp lặp lại cách khoảng. Đó chính là cái sự lặp lại. Thì một trong những cái sự lặp lại chính là nhắc lại, đúng không ạ? Và cái nhắc lại đây mang tính chất cách khoảng. Vậy thì cái cách khoảng là như thế nào? Và cái lặp lại cách khoảng này thì có thể được chia làm bốn cái lần chính.
nó tùy theo các cái nội dung kiến thức khác nhau, và tùy theo những tùy theo từng người, tùy theo đặc thù ghi nhớ của từng người mà có các lần chia này khác nhau. Thì trong video này Thuận có thể chia sẻ tạm thời 4 cái lần ghi nhớ lặp lại của cá nhân của Thuận. Thứ nhất đấy là cái lặp lại sau 30 phút, tức là sau khi chúng ta đã ghi nhớ một cái sự vật, một cái thông tin nào đó, thì chúng ta có thể lặp lại cái việc ghi nhớ này sau 30 phút. Cái lần thứ hai là sau một ngày, cái lần thứ ba là sau khoảng 2 tuần, và cái lần thứ tư là sau khoảng 2-3 tháng mà chúng ta sẽ lặp lại. Vậy thì lặp lại này bằng cách nào? Thì đây là cái ba cái cách để chúng ta có thể lặp lại cái kiến thức mà chúng ta đã ghi nhớ. Cái thứ nhất đấy là chúng ta có thể mở ra xem lại, hay nói cái khác là chúng ta mở sách, mở tài liệu rồi chúng ta xem lại những cái kiến thức mà chúng ta đã được học trước đây theo những cái lần như trên. Cái thứ hai là chúng ta hồi tưởng lại, tức là chúng ta nhớ lại, chúng ta tưởng tượng ra những cái kiến thức và chúng ta nhớ lại những cái kiến thức đó nó như thế nào, chúng ta đã học được những cái gì, và chúng ta tưởng tượng ra như là chúng ta ôn lại, những việc ôn lại này nó xảy ra ở trong trí não của chúng ta, kiểu như chúng ta tìm tòi những cái kiến thức đã được tích trữ ghi nhớ đâu đó trong trí não của chúng ta, để chúng ta khắc sâu hơn cái độ nhớ về cái kiến thức đó. Và cái phương pháp thứ ba đấy là chúng ta có thể chia sẻ lại. Chia sẻ lại ở đây có nghĩa là chúng ta tóm tắt lại những cái gì mà chúng ta đã biết và chúng ta chia sẻ lại cho một người khác. Trong bây giờ với thời đại công nghệ thông tin thì cái việc chia sẻ cực kỳ là đơn giản. Các bạn có thể bật máy quay lên, bật điện thoại lên, bật máy quay lên và chúng ta ghi lại cái phần nói chuyện chia sẻ của chúng ta. Sau đó chúng ta có thể đưa lên Facebook hoặc đưa lên kênh YouTube của mình. Thì đấy cũng là một cái cách chia sẻ rất là hay. Không nhất thiết cứ phải là tìm một cái người nào đó bằng xương bằng thịt, đúng không ạ, để mà chúng ta chia sẻ trực tiếp với người ta. Tất nhiên làm được cái việc đó là tốt. Tuy nhiên là cái việc chia sẻ dựa trên cái mạng xã hội nó có cái hiệu quả và dễ thực hiện hơn rất là nhiều. Đó, vậy thì cái lý thuyết của cái việc, cái phương pháp lặp lại khoảng cách này rất là đơn giản mà thôi. Vậy thì cái việc áp dụng sẽ như thế nào? Ví dụ trong thời gian vừa qua thì ba cái mảng kiến thức chính mà Thuận đã học được, như là cái thứ nhất đấy là về những kiến thức về mài sắc sự tập trung, thứ hai là tiếp nhận và xử lý thông tin và tập trung vào cái phương pháp SQ3R, và những kiến thức về quản lý thời gian, đấy là cái 11 mẹo để chúng ta thiết lập được một cái danh sách công việc to-do list. Thì đây là ba kiến thức mà Thuận học được. Vậy thì Thuận sẽ áp dụng cái phương pháp lặp lại cách khoảng này để ôn lại cái ba cái kiến thức này như thế nào. Và Thuận sẽ sử dụng cái phần mềm Outlook. Outlook hay là calendar hoặc hạnh là cái gì cũng được, miễn làm sao có một cái nơi nào đó để chúng ta ghi được cái ngày tháng năm, và cái hệ thống nó sẽ tự động nhắc của chúng ta khi mà tới cái thời điểm mà chúng ta hẹn lịch. Ở đây Thuận muốn sử dụng Outlook tại vì do công việc cho nên Thuận cũng thường xuyên sử dụng email, và đã cài đặt cái phần mềm Outlook ở trên điện thoại nữa, cho nên là rất tiện lợi cho cái việc nhắc nhở. Ok, đây là cái phần lịch của Outlook đây. Cứ giả sử như là Thuận đã học được cả kiến thức ngày hôm qua, cho nên Thuận muốn là ngày hôm nay là ngày 4 tháng 6 và ngày mai là ngày 5 tháng 6 chẳng hạn, thì Thuận sẽ ôn lại. Thì Thuận sẽ đặt một lịch đây, new appointment. Đó, new appointment. Chủ đề ở đây là ôn lại. Giả sử như ở đây có ba cái thông tin, Thuận chỉ muốn ôn lại cái bài sắc sự tập trung và tiếp nhận xử lý thông tin thôi. Mài sắc sự tập trung và xử lý thông tin. Đó, đây là hai cái mà Thuận đã học được. Location là vị trí ở nhà rồi, không vấn đề gì cả. Về cái thời gian thì trong video trước thì Thuận cũng chia sẻ là mỗi một người có cái thời gian học khác nhau. Đối với Thuận thì cái thời gian khoảng từ 23 giờ cho tới 24 giờ đấy là khoảng thời gian học, cho nên là Thuận có thể ghi vào đây đấy là khoảng 11 giờ tối
tới 11:30 tối chẳng hạn. Đó, có thể ghi chú là ôn bài đơn giản như vậy và sau đó save vào. Và như vậy là một cái này đã xong rồi, coi như là đã nhắc lại Thuận để việc ngày mai ôn bài. Còn đối với cái loại kiến thức thứ ba đấy là quản lý thời gian về 11 mẹo thiết lập cái to-do list, thì Thuận có thể sắp xếp vào ngày chủ nhật chẳng hạn để giãn cách nó ra, nếu không thì chúng ta dành quá nhiều thời gian vào học nhiều thứ quá thì nó cũng không hiệu quả lắm. Thì đây là ôn lại 11 mẹo thiết lập to-do list chẳng hạn. Đó, và cũng khoảng thời gian là 11:30 ngày 6. Và save vào đây, như vậy là xong. Tới cái thời điểm thứ hai đấy là thời điểm sau 2 tuần, và cái thời điểm sau nữa là sau 2 tháng. Lấy cái sau 2 tuần, sau 2 tháng đi. Như vậy sau 2 tuần, đây là 1 tuần, 2 tuần, chúng ta chỉ việc copy cái này lại thôi. Đây là 1 tuần này, đây là 2 tuần. Chúng ta copy lại được không? Ok, nhưng không copy lại được thì phải thử xem nào. Chúng ta không copy lại được, cho nên chắc là chúng ta sẽ phải làm một cái mới. Ở đây chúng ta cũng sẽ làm một cái new appointment khác, và chủ đề cũng là ôn lại cái bài sắc sự tập trung. Và bài sắc sự tập trung, và đây là xử lý thông tin. Ok, và cũng thời gian là 11 giờ đêm, 11:30 tối. Save vào đây. Và tương tự như vậy đối với cái về phần quản lý thời gian, 11 mẹo thiết lập to do list. Ok, và ok, vậy thì đây là cái bước thứ nhất, lần thứ nhất và lần thứ hai. Và đối với cái lần thứ ba thì chúng ta sẽ sau 2 tháng, cho nên đây là tháng 9, vậy chúng ta sẽ nhắc lại vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Như vậy là tháng 11 và tháng 12, đây, và có thể lựa chọn cái thời điểm là 19 và 20, 19 và 20, tháng 11, tháng 12. 19. Đây, 19, 12. Đây là ôn lại bài sắc tập trung. Bài sắc sự tập trung và xử lý thông tin. Ok. Ok, như vậy là Thuận đã lập xong cái thời gian để nhắc cái việc chúng ta ôn lại, và cái việc lặp lại này được lặp lại 3 lần. Thứ nhất là 1 ngày sau khi học, 2 tuần sau khi học và 2 tháng sau khi học. Và với việc sử dụng cái calendar này thì hệ thống sẽ nhắc chúng ta khi nào tới lịch này, giờ, ngày thì hệ thống sẽ nhắc chúng ta, và thậm chí ở đây là đặt chúng ta nhắc chúng ta sớm trước 15 phút, và chúng ta có thể đặt nhắc là sớm trước 30 phút chẳng hạn để chúng ta chuẩn bị. Ở đây chúng ta có thể đặt nhắc sớm trước 30 phút. Ok, rất đơn giản không ạ? Rồi, Thuận tin là các bạn cũng sẽ làm được thôi, rất là đơn giản. Và chúc các bạn có cho mình, áp dụng cho mình được cái phương pháp ghi nhớ thật tốt, và áp dụng tốt cái phương pháp ghi nhớ này trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.